anh chàng này tên là Tam Tam đang định đi bơi thì lại khiến cả dòng sông sôi sục, cá bên trong đều chết hết cả. Nhưng với những việc này, anh ấy đã sớm quen thuộc với nó. Từ khi anh ấy được sinh ra, người mẹ vì hôn anh ấy một cái mà liền chết ngay trên bàn mổ. Người bố đưa sữa cho anh uống thì thử một ngụm để kiểm tra nhiệt độ, kết quả cũng ra đi ngay trước mặt cậu bé. Nữ bác sĩ này cảm thấy đứa trẻ vô cùng đáng thương nên đã tốt bụng đưa cậu bé về nhà nuôi dưỡng. Ai mà ngờ ngày hôm sau, tất cả đám vẹt ở nhà đều chết hết. Nana, em cho chúng ăn gì vậy? Sữa cùng với gạo. Sau đó cô liên tưởng đến cái chết của cha mẹ cậu bé. Cô ấy không khỏi nghi ngờ, sữa mà cậu bé uống chắc chắn có vấn đề. Thế là cô liền cầm chai lên và ngửi thử. Đang định uống một ngụm thì con mèo trong nhà đột nhiên lao tới, bình sữa liền rơi vỡ xuống đất. Sau đó nó lao lên và liếm sạch chỗ sữa. Ai ngờ nó chưa liếm được 2 giây thì đã ngỏm ngay tại chỗ. Cô gái vô cùng hoảng sợ. Nhưng lần này, ngoài cửa sổ còn có sấm chớp và sấm sét. Cậu bé tỉnh dậy và khóc inh ỏi. Cô gái liền ngồi bên xe nuôi dỗ dành, nhưng lại thấy cái chăn bay đi mất. Cơ thể của cậu bé này dường như đang phát triển với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Các cúc trên quần áo đều bung ra. Ôi trời ơi, sao chuyện này có thể xảy ra cơ chứ? Bố mẹ cô nghe thấy tiếng động liền chạy đến, nhưng phát hiện ra cậu bé Tam Tam đã trở thành một đứa trẻ 2 tuổi. Ông ơi bé bé, thằng bé mới sinh có 3 ngày thôi mà. Cậu bé được gửi đến phòng thí nghiệm. Nhà khoa học lấy nước bọt của cậu bé, sau đó tiêm vào cơ thể của chú chuột. Quả nhiên là kiểm tra ra, trong đó chứa hàm lượng độc. 3 ngày đã lớn thành 2 tuổi, cũng vì chứng bệnh của người khổng lồ. Nhưng tại sao cơ thể cậu bé lại có bệnh như vậy? Cuộc điều tra của cô gái đã phát hiện ra, cha mẹ ruột của cậu bé, cả hai đều làm việc tại một trạm xử lý chất thải, bị ô nhiễm khí thải lâu ngày, đã dẫn tới cơ thể của họ đều chứa một hàm lượng lớn chất độc. Có lẽ cậu bé cũng bị ảnh hưởng bởi điều này, vậy nên khi sinh ra cũng đem theo độc tố. Dù có đổi máu cho cậu bé 7 lần thì độc tính vẫn không hề giảm đi chút nào. Cậu bé chỉ có thể sống trong phòng kính mỗi ngày, nhưng đó không phải là một giải pháp lâu dài. Mỗi khi mưa gió sấm chớp thì sẽ kích hoạt chứng người khổng lồ của cậu bé. Cậu bé trốn trong tủ vì sợ hãi, nhưng mấy giây sau, chiếc tủ đã bị hư hại bởi cơ thể to lớn của cậu bé. Vậy nên cậu bé đã thoát ra bên ngoài, số tuổi cũng tăng thêm mấy năm. Đến khi cô gái lặn lội mưa gió chạy đến thì cậu bé đã lớn thành một đứa trẻ 5 tuổi. Qua sự nghiên cứu của các nhà khoa học, phát hiện lần phát triển này của cậu bé, ngay cả nước mắt cũng chứa lượng độc tố. Không biết lần sau, tình hình có trở nên xấu đi hay không. Cô gái liền chịu sự đả kích lớn. Đột nhiên cô bị ốm và được đưa vào bệnh viện. Cậu bé rất lo lắng nên đã đi ra khỏi phòng kính và đi gặp cô gái, còn hái khóm hoa dại bên đường để làm cho mẹ vui vẻ. Nhưng khi cô gái nhận bó hoa này thì đã bị chuyên gia cướp đi, sau đó ném nó ngay ra ngoài cửa sổ. Ai mà biết được nó có độc hay không cơ chứ. Cậu bé khóc lóc và trở lại nhà kính. Từ đó trở về sau, dường như cậu đã biết được sự bất thường của mình. Ngày tiếp theo, nhân lúc các chuyên gia không có mặt, cậu bé lén nhổ nước miếng vào cốc nước. Nhưng khi anh chàng này định uống thì cậu không thể chịu nổi. Hình như cháu thấy có con bọ, nó đã rơi vào ly của chú. Chuyên gia cảm thấy cậu bé chỉ nghịch ngợm mà thôi, phòng thí nghiệm thì lấy đâu ra mấy thứ đó chứ. Sau đó chuẩn bị uống một hũ nước, cậu bé thấy vậy liền đẩy ngã anh chàng này xuống. Nhưng cậu lại bị mẹ nhìn thấy cảnh này và nghiễm nhiên trở thành đứa trẻ hư đốn. Cậu liền bị nhốt trong phòng kín. Nhưng không ngờ một thời gian sau, trời lại bắt đầu mưa và sấm sét. Khi mọi người đến thì cậu bé đã trở thành người trưởng thành và đang dần dần trở nên buồn bã. Anh ấy không chấp nhận mình trở nên như vậy. Ngày nào anh ấy cũng tức giận trong nhà kính, sau đó đập vỡ mọi thứ. Người mẹ không dám đi an ủi anh ấy, bởi vì lần này anh đã trưởng thành, độc tính của anh ấy đã lan đến bề mặt da. Chỉ cần chạm vào thôi cô sẽ chết ngay lập tức. Để giải tỏa tâm trạng, cô ấy đành để anh ấy học cách tưới hoa. Nhưng khi vừa lấy nước và tưới lên những bông hoa một lúc thì những bông hoa liền khô héo ngay lập tức. Anh ấy không tin nên liền dùng tay chạm vào hoa. Ai mà ngờ cả chậu hoa đều chết hết. Lẽ nào tất cả mọi người đều tránh xa anh? Anh ấy muốn dùng nước để rửa sạch độc tố, nhưng lại làm cả bể nước sôi sùng sục. Anh nhìn lên bầu trời và hét lớn, hận bản thân bất lực. Nhưng sự tức giận lại khiến anh biến thêm răng nanh trông vô cùng đáng sợ. Sau đó anh ấy liền cầm lấy cây gậy, đập vỡ lu nước thành nhiều mảnh. Những chậu hoa trên ban công cũng không bỏ sót, chuyển động lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. Anh ấy liền bị những cảnh sát bao vây. Đúng lúc này thì người mẹ cũng xông vào và xin họ đừng nổ súng để khiến anh ấy bình tĩnh trở lại. Nhưng anh ấy không biết là nguy hiểm đang ở phía sau. Người lính này liền chết ngay tại chỗ. Mặc dù anh ấy không cố ý giết người, nhưng đành phải tuân theo pháp luật. Đến buổi tối, anh ấy càng trở nên điên cuồng hơn, sau đó để nước miếng rơi xuống những thanh sắt. Không ngờ ổ khóa cũng bị ăn mòn luôn. Anh ấy cũng trốn thoát thành công, rồi chạy trốn đến một vùng núi xa xôi, sau đó được cô gái này cho ở nhờ. Cô gái Tiểu Hồng lương thiện không tin rằng trên người anh ấy có độc, sau đó còn tặng cho anh ấy một vòng hoa để chơi. Nhưng ai mà ngờ vừa đội lên có mấy giây mà đám hoa này bắt đầu bốc khói, chẳng mấy chốc đã tàn lụi hết, thậm chí gần như bốc cháy. Chất độc của anh thật là mạnh, tại sao anh không rửa hết chúng đi?
anh ấy đã thử rồi, không phải là nước sôi rồi đấy sao? Tiểu Hồng liền chỉ cho anh một cách, là đưa anh ấy đến sông và thử lại, có thể nước nhiều hơn thì sẽ thành công. Đáng tiếc thay, nước lại sôi sùng sục, tất cả các loài cá cũng chết hết trên sông. Nhưng lần này bầu trời cũng thay đổi đột ngột, chẳng mấy chốc đã thấy sấm chớp đùng đoàng. Tiểu Hồng liền quay lại và thúc giục anh ấy, nhưng không ngờ lại thấy anh ấy nhìn anh trông kinh khủng vô cùng. Cô quay đầu và nhanh chóng bỏ chạy, nhưng thấy anh ấy ôm đầu trông có vẻ khá là đau đớn, cô ấy không thể chịu thêm được nữa, sau đó đi bộ về phía anh ấy rồi đưa tay ra và chạm vào mặt anh. Anh chàng liền ôm cô gái trong vòng tay, kết quả là ngay sau đó cô gái đã trúng độc chết. Tại sao tất cả những ai anh yêu quý đều rời xa anh ấy mãi mãi? Chính là độc trong tay anh. Anh chàng vô cùng tuyệt vọng, anh ôm cô gái đem lên đỉnh núi. Tại thời điểm này gia đình của anh ấy và tất cả cảnh sát cũng đến, nhưng không kịp đến để bắt người thì đã tận mắt chứng kiến anh bị sét đánh. Bố ơi, mẹ ơi, anh ấy tan thành mây khói, nhưng đối với anh ấy mà nói, đây chính là một sự giải thoát cho phần còn lại của cuộc đời anh. Dù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhưng anh không có lấy một ngày sống yên ổn. Mọi người đều đối xử với anh ấy như một con quái vật. Tất cả mọi chuyện đều là hậu quả của việc làm ô nhiễm môi trường. Sấm sét lặp đi lặp lại, đại diện cho tiến bộ công nghiệp. Mỗi lần mà cậu bé tiến hóa vì chất độc, điều đó cũng cho thấy tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng. Như cô gái đã nói đến trong phim, một mặt là tình trạng thiếu nước trầm trọng, mặt khác lại lãng phí và làm ô nhiễm nguồn nước. Đây chính là một sự châm biếm lớn. Nếu bạn thực sự hy vọng vào tương lai nhân loại sẽ không xuất hiện một cậu bé Tam Tam, thì ngay bây giờ chúng ta cần có ý thức bảo vệ, đừng để sự tiến bộ trở thành cái cớ cho sự khai thác tài nguyên vô độ. Bộ phim đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay thì nhớ ấn thích kênh để ủng hộ nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bộ phim tiếp theo.